Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay em đang có mặt tại cầu đất Vĩnh Hòa, Linh Giang, Hải Dương để lắp đặt bộ năng lượng mặt trời 14 tấm Longi 450W. Đây cho bác chủ nhà đây. Hôm nay không vào được vì bác cái phơi đầy than ở ngoài cửa nên là xe không vào được. Anh em đang tới và để khênh pin vào trong nhà. Đây, hiện tại em đang ở trên mái đây. Mái này hôm nay thì rất là thoải và lắp rất là đẹp, có 14 tấm thôi nhưng mà rộng bát ngát. Mé bên kia nó vướng đường điện cao thế, em ra là sẽ không làm, chỉ làm mé bên này thôi. Làm sẽ tránh cái bể nước này và tránh cái nắng buổi sáng đây. Bác, cái này là một trại gà, không gian rất là rộng đây, có rất nhiều các cây cau rất cao. Vị trí lắp đặt ở trên này, tủ điện thì lắp ngay dưới nhà thôi. Bên này hôm nay làm thì cũng không phải bê kéo gì vất vả, lắp ngay tầng 1. Các bác có nhu cầu lắp năng lượng mặt trời thì liên hệ bên em, số điện thoại là 0987006938. Hiện tại thì tấm Longi cũng đã gần hết rồi, bác nào có nhu cầu thì nhanh tay nhé, vì số lượng nó cũng không còn nhiều đâu. Hiện tại bên em chỉ còn có 4 pallet thôi. Hiện tại tới thời điểm này là bên em đã hoàn thành rồi đây. Tủ điện và máy lúc nữa. Máy lúc cốt rắc thì đã bấm đầy đủ này. Để có dây tiếp địa ở đây. Ắc quy bên em đấu sẵn nhé. Lúc nào khách hàng có quy thì sẽ tự đấu sau. Máy đang chạy với công suất là 3,6 kW tải này. Điện mặt trời xuống được có hơn 1.000W thôi. Đây là tủ điện, cầu dao thay mới đây. Cầu dao này là đảo từ pha 1 sang pha 2. Cầu dao này là đảo chạy giữa năng lượng mặt trời hoặc chạy điện lưới. Còn cầu dao này là đảo giữa điện lưới và máy phát. CT thì sẽ kẹp vào đây cả nhà nhé. Dây bên em sử dụng đợt này là dây 10, lắp cho khách hàng là dây 10. ATS này, Automat này, cassette này, Automat dàn pin, Automat ắc quy. Dây ắc quy thì vẫn sử dụng truyền thống là dây 4AVKG. Đấu đây như vậy. Máy là máy Lux Power phiên bản 6kW này. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ theo số điện thoại là 0987006938. Ở đây thì sử dụng là 14 tấm Longi 450W cả nhà nhé. Mặt trời dàn 1 xuống là 1,04 kW này. Dàn 2 cũng là 1,04, hai dàn đều giống nhau, đều được ra được 2 kg. Lúc này thì không lấy điện lưới này. Tí em sẽ lên em quay dàn pin cho mọi người xem. Đây, hiện tại thì bên em đã hoàn thiện và nó đã có tới 5 cái cầu dao. Rất nhiều cầu dao luôn, thì hôm nay đang chạy là chạy máy phát ngắt điện lưới rồi. Chạy máy phát điện với cả con biến tần Lux Power này. Đây hiện tại là máy phát điện tải nhà là 740W này. PV xuống là 230 với 290. Còn đâu thiếu thì vẫn kéo từ máy phát vào 320W đây. Đây thì có rất là nhiều cầu dao. Cầu dao này là cầu dao điện 3 pha để lấy điện từ cột điện vào này. Cầu dao này là đảo giữa pha 1 và pha 2 này. Cầu dao này là đảo chạy năng lượng mặt trời và chạy điện lưới này. Gạt lên trên là cả nhà sẽ chạy qua năng lượng mặt trời. Gạt xuống dưới là sẽ chạy vào điện lưới. Chạy điện lưới tức là trong những trường hợp là ví dụ mưa gió sấm chớp mà không muốn chạy năng lượng mặt trời hoặc hệ thống năng lượng mặt trời bị lỗi thì mình chuyển đến chạy điện lưới. Còn cái cầu dao này là chạy điện lưới và chạy máy phát. Gạt lên trên là nó sẽ chạy điện lưới và chạy năng lượng mặt trời, còn gạt xuống dưới là chạy máy phát. Máy phát này là trong trường hợp là muốn chạy máy phát mà không chạy qua năng lượng mặt trời. Còn máy phát chạy năng lượng mặt trời thì phải lại đóng cái cầu dao này. Cầu dao này là cầu dao cho máy biến tần. Khi gạt sang bên này thì sẽ máy biến tần sẽ chạy qua máy phát. Đấy, còn gạt sang bên này thì máy biến tần sẽ chạy qua điện lưới. Còn đây là cầu dao cho ổn áp. Ổn áp chạy máy phát và ổn áp chạy điện 110. Ổn áp ở đây vì cho bác chủ là có sử dụng điện 110 cho điều hòa nội địa và
điều hòa nội địa và cái nồi cơm nội địa, và máy phát điện cũng là máy phát điện 110, nên là phải có con ổn áp này. Ổn áp này thì nó sẽ hoạt động theo kiểu là khi mất điện thì nó sẽ kích từ điện 110 lên 220 đưa vào biến tần để biến tần hoạt động. Khi có điện lưới thì nó sẽ chuyển sang chế độ là điện 220 chuyển thành điện 110 để nuôi điều hòa và nồi cơm. Còn khi mất điện thì là bản thân cái máy phát điện là máy phát điện của Nhật rồi, nó ra 110 thì là nồi cơm và điều hòa thì nó ăn luôn điện 110. Còn nó sẽ kích điện ngược lên ra 220 để nuôi cái biến tần này vào nuôi các cái tải 220 ở trong nhà. Máy phát là máy phát 110 nên là nó sẽ sinh ra một cái cầu dao như thế này. Tất cả là đấu 50 cầu dao mới đét luôn. Còn tủ điện thì nó vẫn như tủ điện mọi lần em lắp thôi, có dàn pin 1, dàn pin 2, ắc quy, cassette, hòa lưới và át backup, át tổng, chế độ mất lưới và chế độ bán tải. Ắc quy thì chưa đấu thì nó sẽ như thế này nhé. Hoàn thiện máy đây, vẫn đang chạy máy phát nhé. Nhà đang dùng là 840W này, điện máy phát là 240V này. Dàn pin xuống này, bây giờ nó chiều mất rồi nên là dàn pin nó có 290W thôi, 220 và 290. Đó, như vậy bây giờ em sẽ lên em quay cái dàn pin cho mọi người xem. Đây, dây dọ đây, đấu cái tủ điện này mất rất nhiều tiếng đồng hồ từ sáng đến giờ, bây giờ là hơn 4 giờ. Đây, hiện tại là 16:14 này, dàn pin thì bên em lắp xong từ sáng rồi, nhưng mà phần đấu điện do liên quan tới máy phát là lâu quá. Đây, pin đấu lên thì như thế này, 2, 4, 6, 6 tấm bên trên, 6 tấm bên dưới và 2 tấm nẻ loi kia. Buổi chiều thì nó vướng cái bể lọc thì nên cái chỗ kia không lắp kìa. Còn buổi sáng thì nó vướng cái chỗ này, thì là tấm pin đến đây là hoàn toàn từ sáng đến chiều là không bị che lắng một tí nào luôn. Tấm này là tấm long di 450 cả nhà nhé. Giá nhà em vẫn đang bán là 1,7 triệu một tấm. Đây là bắt khung nhôm này, các bác có thể nhìn thấy đang bắt khung nhôm đây. Nhôm có bôi keo silicone. Còn dây PV xuống là dây này nhé. Bên em sử dụng là dây lõi thép, ruột gà lõi thép. Cái dây này thì hơn 20.000 một mét nhưng mà nó rất là bền, bởi vì cái nó là cái loại chống mưa chống nắng rồi. Kẹp thoát nước đây, mỗi một tấm pin thì bên em sử dụng hai kẹp thoát nước này. Đây là kẹp thoát nước này. Đấy, mỗi một tấm là sẽ có hai kẹp như này để cho nó thoát nước mưa. Còn đây là silicone đây. Đấy, đầy đủ luôn. Các bác có thể mua về tự lắp ở nhà cũng được. Đấy, lắp như phương pháp này. Tủ điện các thứ thì bên em sẽ lắp sẵn cho mọi người về, mọi người có thể tự giác. Còn pin thì lắp lên trên lóc nhà này thực ra nó rất là đơn giản. Còn bác nào mà cảm thấy không làm được thì có thể thuê bên em đến tận nơi thi công. Đây, bên em cũng thi công đây. Phần mái này hôm nay là mái trên mái tôn bắt nó cũng rất dễ, không phải hàn khung kia kể cả. Nhưng mà phần đấu điện thì thực sự là rất là lâu. Suốt từ sáng giờ bây giờ mới hoàn thiện xong cái tủ điện. Nguyên nhân là vì khách hàng sử dụng máy phát điện 110, xong lại còn muốn máy phát điện chạy kèm với cả PV trong lúc mất điện. Đấy, nên là phải test lên test xuống. Và thứ hai là điều hòa và nồi cơm điện lại chạy 110. Thế nên bài toán đưa ra thì nó lại cũng rất là phức tạp. Khi có điện lưới thì là cái ổn áp là sẽ làm nhiệm vụ là chuyển từ 220 thành 110 để nuôi hai cái điều hòa, ba cái điều hòa 110, điều hòa nhiệt bãi cộng với cả một con hai cái lồ cơm. Còn đâu là khi có điện khi mất điện lưới là chạy máy phát thì máy phát là 110 thì điều hòa và cái nồi cơm là chạy điện 110 rồi, nhưng mà lại muốn có điện 220 để sử dụng chạy kèm với cả pin năng lượng mặt trời. Đấy, thì lúc đấy bài toán nó lại liên quan tới điện tới máy lux power chạy kèm với cả cái máy phát điện. Sau một buổi làm việc thì cuối cùng là cũng đã giải quyết được bài toán cho khách hàng, thử hết các chế độ rồi, để khách hàng chỉ việc chạy thôi. Bây giờ là 4:30, gần 4:30 mất rồi, thế nên là cái pin năng lượng mặt trời 14 tấm pin này ra được khoảng hơn 500W thôi, 290 và 220, tức là 510W. Trời không nắng các bác nhá, trời mây này, kiểu muốn mưa ấy. Hôm nay bên em đã hoàn thiện xong rồi. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ theo số điện thoại là 0987006688.
6938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.